Cho chị bông em ơi. Đây 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 đây. Đó là chị làm vui nha. Đó là sô cô la. Thịt này giống cái kem sô cô la lắm mà người ta có cái ốc quế như này. Tưởng tượng quá đi. Hay trời quay không mẹ gì nữa mà sao chị nghe được hay vậy, sao chị nghe nói hay vậy, nói hay to mẹ ơi. Con gái con nói nhẹ nhàng lại con. Trời bước nhỏ nhỏ lại xíu à, xuống này. Gần vô nghe chữ bắt đầu gần lại nè, bà chủ spa ngồi cái tướng đã cái màu đã luôn được quay xuống một quyền thôi. Quay đi nè. Vậy thôi. Là màu xíu thôi đúng không? Dạ màu xíu thôi chứ sao cạnh tranh vừa. Nóng. Mấy cùng dùng đó. Mà họ bấm bút bung nữa. Trời, có điện thoại không chịu. Em không hiểu luôn á, tự nó nói tiếp nha. Thợ bé này kỹ nha. Mà để chế độ rung. Rung nhanh á. Nhịp tim đập. Có không mấy đứa này thì nhà này không có ai bình thường hết. Có ai bình thường nhất đó nè. Ừ. Em bình thường nhất nhà luôn á. Đau mà không đúng không? Cái loại này nó không đau. Clip này là 26, số đẹp luôn đó. Anh ngồi chè luôn á. Phát hiện ra một loại mới còn một cục chứ là nói chuyện á, may mà mình hỏi chứ không bé nên cũng không nói. May mà có được một clip hay tốt đẹp nhìn nó bằng ống video chất lượng, video xịn sò. Chưa có đâu biết nói. Cái này phải đợi
về thì mình chị lên clip được. Cô xem video 26 là video của chị. Mì ý. Mì ý. Đúng rồi. Mì tôm. Không, mì ý nó thẳng. Cái mụn nó dây. Ừ. Hồi xưa chị hay nặng. Chị gọi đạo, gọi đạo. Gọi đậu chứ không phải lụa đầu. Thấy không? Gọi đầu. Đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu vàng, đậu tím, cam hay hồng hoa gì đó. Chứ mà gọi đầu. Mà lúc đầu em cũng nghe là gọi đầu, tưởng là anh Bi gọi đầu. Cho tim vô, cho tim mỏi cơ quá, tao năng lượng không nấu luôn. Chụp video chất lượng trong tháng, chắc nhất trong tháng. Đã, nhìn ngoài còn đã. Trước khi bụng nặng, trước khi ấy là phải tìm tìm trước và định vị trước. Sao chị biết chị có mấy cái cục mụn này chị? Ta hỏi thấy trên cổ là ta hỏi liền luôn. Thằng bé nói người em đầy. Làm nó đã. Người em này ngán sướng rồi với hàng ngán sướng rồi. Người ta không mình có video mình sướng cái gì đâu không mà. Mình sướng có video. Trời ơi mấy con này đam mê là nghiệp chướng nè. Hồi đầu em chả thấy tao chuyện, thấy nó ghê ghê, nhưng mà sao biết rồi. Em bị đam mê. Hồi đầu thấy trời có nhìn kinh dị, con bé gì ghê. Chụp này hơi đau nghe. Rồi ra rồi, cục này là cục đá. Cục này là nguyên. Cục này là nó hình thành. Xong rồi chị. Hình thành. Quang. Không bằng đâu rẽ đâu. Rẽ chưa biết. Chị nó chỉ rẽ đâu. Chị mổ. Ôi mổ. Tâm mày không tới nơi. Như vậy không tới nơi. Thử xin nha, cứ để máy đó. Cho cái quạt vào đây trời ơi. Nóng xỉu luôn. Tắt lại xong thôi. Đẹp không? Như mấy cùng dùng. Đặt niềm tin nơi quanh nè. Đúng không? Mày ý gì? À đúng rồi đấy. Sụt giỏi nè. Biết nhìn luôn. Hôm qua mới nặng ấy chị. Wow. Trời ơi. Phê quá trời ơi. Chị hôm qua em ở lại em nặng trong người. Sao mấy ít em bỏ cái tay này. Tay cục này nè. Cái bé cũng mệt rồi chứ.
Đây đây cút nữa. Mấy phút khi nào được 10 phút thì nó đẹp nhiều. Em quay phim dài là nó bị cấn á, bỏ bụi lên nó bị chấn màn hình. Đã dập đồ cho em chưa? Rồi nữa chắc cỡ chưa trưa em đi em sấy, chờ nó lâu khổ lắm, sấy điểm nóng thùng luôn. Buổi sáng em bên này đi vòng vòng mua đủ thứ trên đời. Mai mà em đi chợ nhanh nên là đỡ tốn thời gian. Bà na bà ăn cơm á, bà chỉ cần mắm với lại quả dứa rồi xong. Không, ăn mắm ăn nhiều cơm mập anh. Vì hiến mắt lắm. Như trước em thấy ông lần hai lần rồi này. Nhìn con mũi là em nhận ra. Bữa trước chị quay em đúng không? Cô thứ bảy thì chị Loan chắc gọi món mắm hoặc là món chi đó về ăn chị, hoặc là chị đưa tiền cho tự ăn. Chung đa số là chị gọi món chi đó là lại về ăn. Chị Phúc định kêu em làm bến hả chị Phúc? Nãy chị định gọi em sẽ làm bến cho chị hả? Em nghiêng hẳn mặt qua đây cho chị nhắn khỏe đó. Xít hay là chị xít? Thank you.
tẩy rửa mặt ông em thấy cơ. Bên này mấy giờ khách vô chị Thuận? Như cái ông bữa trước chị Phúc làm trọng cùng đúng không? Cái ông mà ông Năm thì chưa trọng cùng á, chị Phúc làm tài béo. Biết rằng không? Thằng biết rằng là thằng nữa em nhớ không? Bữa nhắn tin Facebook. Đó là em nhắn bên đi hắn kêu bên Tinh Tinh. Thì tối hắn lại nhắn tin. Rồi em kêu là không sao đâu. Vì thì em bóp xí hắn ra bình thường kia. Nếu mà hắn mà sưng hoặc to hơn thì mới sang. Nên kêu em cũng bóp rồi. Ý là anh kêu về có một cục nó bị sưng á, chưa hết mủ á. Nên anh kêu là em tự bóp về rồi. Sau em mới kêu ừ à, nếu mà hắn mà sưng còn sưng ngày mai còn sưng hoặc là hắn đau á thì qua. Ừ, qua đó. Ừ. Ừ. Em biết rằng là một mà em để lấy móng tay như là em dễ rớt. Nhàn phải không? Mẹ đang quay mất rồi. Chị Phúc cũng chạy thằng kia đi chị Phúc. Nó mất rồi. Nhàn mang đi rồi à, hồi xưa hắn hay kêu à, đem khách lên
Có ái cảnh kia chứ. Định mạnh chứ biết mày. Người ta đang bận kêu người ta né. Ê, vô mắt đây. Đúng rồi. Thật ngón này hết chỗ rồi. Được không? Đi cắn. Anh, ý hình hình chơi thì anh đi theo con mụn của em bên này. Đi cho camera đi theo cái con mụn đó, con mụn bỏ lên tay nè. Đó, làm con mụn che. Đúng không? Đấy, con mụn đi theo con mụn em lên trên tay nè. Về ngón tay á. Nếu như anh biết trước là chị em cũng cho mình bỏ lên. Cho anh đi theo. Anh lên ngón cái trước. Rồi với em không? Này, em lấy rồi xong rồi đúng không? Đó, bắt đầu. Anh đi theo con mụn lên đây nè. Chị biết ngón tay em cố định đây rồi thì đi lên đúng không?
Đó, vừa nhìn thấy con mụn luôn, đã bị... không thì vừa sau phải đi một cái bên này này, ở cái bên tay phải tay trái á, mình sẽ không bị rồi. Bồng có bị dính không không ạ? Ngon rớt, em còn mụn rớt, tí nữa em làm mụn rớt. Làm xong ca đi đi nấu ăn rồi. Thứ hai thứ ba ba
Mình đây. Chú à, còn nhiều người ông đã nói xong đâu. Nhưng mà em gì muốn ngước mặt lên là ok. Nó thôi đừng thôi được rồi. Chú à, em đã nói gì mua được là em ngước mặt lên mày. Mới đây đã lấy thôi. Chị xong rồi chị hỏi em rồi chị hỏi. Dạ em biết rồi. Ok, Nai. Nai sẽ làm rau đi. Muốn làm gì vậy? Hái rau muống để luộc á. Không, không, rau muống người ta hái xong rồi thì nó còn hái rồi. Ủa, ai là hái hả? Quay vô hát đi, anh nói nhiều đó nữa. Quay đây, quay đây. Quay đây, quay đây. Mà cũng dính ghê á. Bình thường. Ôi về cắp đi. Chỗ mua em dừng để cắp đi. Không có thời gian xem đúng không? Anh nhìn á, anh nhìn cái giờ. Thì đôi dép của chị nó sẽ nằm dưới cái giường màu tím đó. Tại sao chị không tìm cái gì đó là chị lấy đôi dép của em? Hiểu hết trơn. Người ta giấu rồi. Thì đó hồi nãy chị nãy chị hỏi em chứ nhờ. Hồi nãy xong bên chị hỏi em chứ em không biết đó. À. Khi mình làm chi mình không nghe ta. À khi nãy em đang gọi điện em hỏi họ là hỏi xe à. À em biết rồi, thằng cu nó lấy thêm kem, em trả lời. Em trả lời là chị gửi mất rồi.
Kể cả Huệ cũng không nhớ luôn. Đúng vậy. Em xin lỗi anh. Em không biết là em vô tâm mà rứa luôn. Nhìn móng tay có ghê không ạ? Từ đó nhìn, đâu nhìn được mấy đâu mà hả? Xong rồi đi em phải nấu cơm cho trễ chứ. Anh làm video đồ xong hết chưa? Hay là trong đâu thời gian đâu làm thì? Rồi anh làm mỗi anh tải lên đó luôn đấy. Hả? Làm đến đâu tải đó luôn. Tại vì cái độ ấy. Thôi được đấy.